Hello các bạn nha. Thì mình là Vinh Nguyễn đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ngày làm việc của mình. Thì một ngày làm việc của mình bây giờ mình đang ở trong hãng đi. Thì việc đầu tiên là mình sẽ chạy máy bình thường thôi. Bây giờ các bạn coi ha. Thì đây là cái máy lay nè các bạn thấy không? Thì bây giờ RAM đã có sẵn rồi. Thì nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa RAM thì các bạn vô edit. Còn nếu mà các bạn đã biết hết cái RAM của mình chạy ok đó thì mình sẽ chỉnh về auto để mà mình chạy thôi. Ok. Rồi bây giờ cái máy này đã set sẵn rồi thì các bạn nhìn nè, bây giờ mình sẽ bấm cái nút Cycle Start nè, thấy không? Là phải về cái auto mà thấy không? Cycle Start. Thì cái máy nó sẽ tự chạy tới cái điểm mà cái máy này cần tìm. Đấy, và nó gần đến đây. Thì điểm đây là điểm ngừng. Thì lúc nào cũng đến đây là cái điểm chết thì mình sẽ có một cái khoảng cách nhất định. Thì lúc này mình sẽ kéo cái sản phẩm mình ra. Thì sản phẩm này là cái phôi chưa có được cắt gọt hay gì hết. Rồi bắt đầu mình bóp cái chất lại. Đó. Thì mình bóp cái chất lại rồi. Thì bây giờ cái máy của mình nó sẽ dịch ra khoảng 2 inch. Và bắt đầu nó sẽ cắt. Ha, các bạn nhìn nè ha. Nó dịch ra nè, thấy không? Thấy nó cắt không? Mình phải mở nước lên. Các bạn khi mà mình bấm máy chạy xong đó, bây giờ mình ngồi mình đợi nó chạy. Mà hồi nãy các bạn nếu mà các bạn muốn an toàn thì các bạn cần phải đóng cái cửa lại rồi các bạn hãy bấm chạy. Còn hồi nãy mình biết là mình chạy từ rất là nhiều cái rồi nên mình không có chuyện gì xảy ra hết á, mình mới dám mở cửa ra cho các bạn coi. Thì công việc của mình chỉ là như vậy thôi. Thì một sản phẩm thì nó sẽ chạy khoảng khoảng 8 cho đến 9 phút. Thì thường thì các bạn sẽ khi mà chạy xong sản phẩm thì mình sẽ đem cái sản phẩm đó ra để mà mình kiểm tra coi cái máy tiện của mình nó có chạy đúng cái kích thước mà mình cần không. Rồi coi nếu mà sai số gì thì mình phải báo với lại cái người nào đó lớn hơn. Rồi nếu mà các bạn biết làm thì các bạn sẽ tự chỉnh luôn. Là sao cho mà nó đúng cái bản vẽ đó là được đó. Thì sắp tới thì mình sẽ ra nhiều video hơn. Tại vì mình đang nghỉ hè đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà thôi thì mình cứ hướng dẫn cho bạn làm thế nào để mà mình chạy máy hoặc là mình rồ RAM này kia thôi, cũng giống như là cái kênh mình làm. Rồi cái kênh này thì vừa tiện rồi vừa đàn nữa, thì ai muốn học đàn á thì coi luôn ha. Thì chắc sắp tới mình sẽ làm nhiều về mấy lay mấy tiện hơn, tại vì mấy mill mình làm cũng nhiều rồi. Thì nếu như mà các bạn nào thấy cái clip những cái clip mà mình làm mà hay đó thì các bạn nên chia sẻ cho rộng rãi đến những cái bạn bè thân yêu của mình, rồi người thân ba mẹ. Hoặc là các bạn nào mà muốn đi định cư nước Mỹ á, hoặc là định cư Hàn Quốc, hoặc là Singapore, hay là Nhật Bản, thì cái ngành này nó rất là phổ biến nha. Thì cái ngành này nó đã có hơn 80 năm rồi. Nó có từ thời chiến tranh thứ nhất tới bây giờ luôn á. Nhưng mà các bạn biết, có 80 năm rồi mà cái máy, có cái máy tiện nó bằng với lại cái gần bằng cái số tuổi mình luôn, là 20 năm. Là các bạn biết rồi, năm 2000 nó đã có máy tiện rồi. Thì bây giờ mình còn trẻ thì mình cần phải bỏ thời gian ra mình học, mình phải chạy đua. Thì các bạn mà biết, mà bạn chỉ cần bỏ thời gian ra khoảng 1 đến 2 năm thôi. Bạn tìm hiểu những cái mã lỗi như là mã G hoặc là mã M thì nếu như mà các bạn có cơ hội thì các bạn sẽ được làm trong những cái công ty, hoặc là các bạn có thể được học tiếng Nhật, hoặc là học tiếng Hàn, hoặc học tiếng Anh, hay là học cái gì đó học tiếng Anh đi. Thì cơ hội các bạn làm cho những cái xuất nhập khẩu thì nó cũng cao. Mà các bạn đứng máy tiện nó khỏe lắm, chứ không có phải là nó khổ hay gì, nó sạch sẽ lắm. Nó không có phải như là tiện tay giống như Việt Nam mà lúc nào cũng mùi dầu nhớt hay này kia, các bạn hiểu không? Tại vì cái này nó là toàn bộ là máy móc hết rồi. Thì máy tiện cũng như là cái robot gì đó, các bạn mỗi ngày các bạn chạy máy tiện rồi các bạn điều khiển robot. Chỉ cần các bạn chạy ra sản phẩm làm sao cho nó chính xác
và nó đẹp là được, chứ mà đừng có để mà chạy sai hoặc là sản phẩm xấu mà mình không biết á thì mình sẽ bị đuổi liền đó. Rồi bây giờ các bạn, bây giờ cái máy của mình nó ngừng rồi nhưng mình phải chạy tiếp, thấy không em ơi, thì nó sẽ ngừng lại, thì lúc này nó đã cắt xong cái ốp 1 rồi, thì lúc này á từ cái ốp 1 nó sẽ cắt thành ốp 2, thì mình nhả cái chất ra, bóp nhả chất ra, mình cho nó chạm vô đây là cái điểm stop, thì đây là cái người đồ ram ta làm sẵn cho mình rồi, mình đóng cái chất lại đó, thì sau đó đó mình bấm cho máy chạy để cho nó cắt cái sản phẩm mình ra đó. Các bạn thấy không, thay vì mình để lên cái máy cưa mà mình cắt á, thì cái máy tiện của mình á nó cũng có thể cắt rời cái sản phẩm của mình được khi mà mình đã chạy xong. Thì máy tiện nó là một cái máy rất là chính xác. Nó thường thường mình làm á là mình làm đồ cho quốc phòng, làm đồ cho quân đội, rồi mình làm đồ cho máy bay. Thì ở Mỹ này á quân đội là military, còn mà máy bay nó gọi là aerospace á. Thì những cái hàng của những cái lĩnh vực đó, thì các bạn cần phải chạy rất là chính xác. Có nhiều cái sản phẩm mà nó rất là khó luôn á, bắt buộc các bạn cần phải sử dụng nhiều thứ á, phải kinh nghiệm là được. Mặc dù cái ngành này á bạn, các bạn học xong á thì vẫn là chưa học hết đâu, mỗi ngày các bạn đi làm á đều phải học hết á. Mặc dù các bạn vô trường các bạn học á, nhưng mà trong trường á nó chỉ khoảng 10% cho đến 20% thôi, bạn biết thôi, nhưng mà cái thực tế á nó chiếm tới 80% lận. Cái ngành này nó khó là nó khó chỗ đó, thấy không? Mặc dù các bạn biết như vậy là chạy đúng, nhưng mà qua ngày hôm sau á, thời kiện điều kiện thời tiết, nhiệt độ, rồi cái kim loại của mình nó có thể nở ra thì nó cũng có thể chạy khác, nó không có phải chạy đúng như mỗi ngày như mình nghĩ đâu đó. Còn do máy móc rồi này kia nữa thì sau mà rồi các bạn thấy không, sau mà khi mà chạy xong rồi đó, khi mà cái máy mình chạy xong rồi nó cắt sản phẩm này, thấy không, thì mình chỉnh cho nó cắt một xíu thôi. Rồi bây giờ mình cầm nó để rồi cái mình xoay rồi là cục bạc của mình đó, đúng không? Đó xong rồi mình xoay đúng không, mình lắc qua lắc lại là nó đứt. Và bây giờ mình không có cần phải đưa lên máy cưa mà cưa rồi mình hít cái những cái khói bụi độc hại đó vô, mình cắt luôn trong máy tiện luôn. Thì cái này gọi là tool cut off nè, ở trong này nó có hai cái tool nè, tool này là tool cut off nè, hoặc là cái tool này là tool cut off, mà cái dạng này là dạng đặc biệt đó. Ok, thì mình muốn giới thiệu tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ nha, nếu mà thấy cái clip mình hay á, hoặc là thấy cái clip mà của mình mà mình chỉ tiện mà bổ ích á, các bạn nên share cho bạn bè của các bạn, để mà ai mà học được á thì tốt cho người đó thôi, thì mình tạo cái đức cho mình. Ok, tạm biệt.